Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Gia đình Võ Hạ Trâm bệnh rịn, con gái buồn thiêu tiện mẹ chồng về Ấn Độ. Phó hà trâm là một trong những sao nữ kết hôn với ông xã người ấn độ vì khoảng cách địa lý và lệnh giãn cách xã hội khi con gái được một tuổi mẹ chồng nữ ca sĩ mới có thể cùng người thân thăm tỏ ấm nhỏ của cô đại gia đình đã có một tháng đoàn tụ chia sẻ niềm vui nỗi buồn tình cảm với nhau mới đây vợ hà trâm đã đăng tải đoạn clip chia sẻ khoảnh khắc tiện mẹ chồng và người thân tại sân bay khi bà lên đường trở về ấn độ nữ khách sĩ không giấu được sự tiếc nuối bệnh rịn chia tay mẹ chồng. Cô ôm trầm lấy bà, có rất nhiều cử chỉ hành động ngọt ngào. Bé Moon dù còn nhỏ nhưng đã có thể cảm nhận được nhấp tì buồn thiêu khi chia tay bà nội và người thân. Võ Hà Trâm rất xúc động khi tiện mẹ chồng về nước. đối khách sĩ, ông xã và mẹ chồng bệnh rịn giây phút chia tay. Bé Moon dù còn nhỏ nhưng đã có nhiều cảm xúc. Được gia đình nhà ấn yêu thương, vợ Hà Trâm rất trân quý tình cảm đó. Cô luôn dành những ngôn từ đẹp nhất khi nhắc đến mẹ chồng và người thân. Được khách sĩ từng tâm sự, tình cảm xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim. Chỉ có tình yêu thương mới xoa dịu những tổn thương, mất mát và mang người với người đến gần nhau hơn. Bà chăm sóc từng ly từng tí cho nữ ca sĩ và rất yêu thương bé Moon. Tình cảm giữa người thân của Võ Hà Trâm khiến khán giả rất ngưỡng mộ. Dù khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, nhưng họ vẫn dễ dàng bày tỏ cảm xúc bên nhau. Khoảng một tháng qua, tổ ấm của nữ ca sĩ đã có nhiều thay đổi, tràn ngập tiếng cười, đang xen nhiều dòng cảm xúc. Bạn nghĩ sao về các thành viên trong gia đình nữ ca sĩ Võ Hà Trâm? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Mừng sinh nhật 4 tuổi của con gái, Trà Ngọc Hằng xúc động khẳng định điều đậm tình mẫu tử này. Cách đây ít phút trên trang cá nhân của mình, Trang Ngọc Hằng đã gửi lời chúc mừng sinh nhật trong 4 tuổi đến ái nữ. Nữ người mẫu bày tỏ tình yêu thương với con gái cưng. Cô khẳng định dù cực khổ, dù chịu nhiều tiếng, dù một mình nuôi con nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì đã mang ái nữ đến với thế gian tươi đẹp này. Trang Ngọc Hằng viết, happy birthday con gái yêu của mẹ, 4 năm tuy không dài cũng không ngắn nhưng đó là một hành trình đầy khó khăn và nước mắt với chúng ta và đến hôm nay mẹ muốn nói một điều rằng mẹ chưa bao giờ hối hận khi được lựa chọn mang con đến với cuộc đời. Năm 2017, mẹ đã mạnh dạn quyết định đi theo đuổi ước mơ của mình, rồi xa gia đình, rồi xa người yêu, rồi xa quê hương đất nước của mình để đi đến Mỹ. Vừa đến đây chưa kịp bắt nhịp làm quen với một thành phố rộng lớn, đèn hoa náo nhiệt vô cùng này thì mẹ đã biết trong bụng mình có con. Mẹ đã trải qua đủ mọi thứ cảm xúc từ tồi tệ tới hoang mang, từ cô độc tới hoảng sợ. Nhưng mẹ biết mình chỉ có thể lựa chọn một giấc mơ thời điểm đó. Mẹ chọn Sophia, sinh mệnh, đang nằm trong bụng của mình. Mẹ rơi nước Mỹ rộng lớn lộng lẫy và đầy hứa hẹn để trở về làm cô gái miền Tây dù sống tại Sài Gòn. Để có thể chạm tay vào giấc mơ, mẹ khao khát nhất là mẹ của con single mom hay gì mẹ không quan tâm bởi làm mẹ không sai, làm mẹ của một thiên thần càng là điều đúng đắn. Tất cả ước mơ của mẹ giờ đây chính là mỗi ngày được thấy con khỏe mạnh và sẽ trở thành một cô gái tốt, sống vị tha, bao dung và hiếu thảo với gia đình, cha mẹ, ông bà. Thế là đủ với mẹ rồi. Có ước mơ của mẹ, mẹ xin cất lại như một kỷ niệm vậy. Tất cả vì con. Đội người mẫu con đăng kèm bộ ảnh xinh lung linh cùng ái nữ. Dù con bé nhưng Sophie đã có được thần thái cuốn hút và tạo dáng chuyên nghiệp trước ông kính. Cô bé phối hợp nhịp nhàng cùng phụ huynh để tạo ra những khoảnh khắc đẹp nhất. Trang Ngọc Hằng cũng rất khuyến khích niềm đam mê nghệ thuật của ái nữ. Cô thường đưa con gái theo dự các sự kiện của bạn bè để bé dạng dĩ hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.